Chào cả nhà nha, đây là lọc của chị, hôm nay có em đây ạ. Đây là xe bưu điện ghé lấy nha. Đây, rất cảm ơn cả nhà đã trong thời gian qua đã ủng hộ cho vườn mang chiếc chè bông nha. Và nếu như em có gì sơ sót thì xin hãy góp ý chân tình và em sẽ khắc phục ngay cả nhà ơi. Bên em cung cấp rất là nhiều giống mai nha. Mai con quấn rễ nè, rồi có hình trái bí, rồi các cái loại quấn rễ đẹp, đủ kiểu hết nha cả nhà. Đây thì mai con thì em đóng theo cái hình thức như vậy ha, em đóng bao lưới nha. Còn các cái loại mai ghép thì em sẽ đóng trong thùng xốp nha cả nhà. Thì mai con là em ship từ 30 cây trở lên nha. Mai con thì em không có bao phí ship, còn các cái loại mai gốc mai ghép bên vườn mai nhà em thì đều bao phí ship hết ha. Đây. Nó không tin à? Đây, bên em rất là nhiều loại mai luôn nha cả nhà. Vườn mai của em nó rất là nhiều giống luôn nha. Mấy chục giống, còn xa xa bên kia là các cái loại mai con quấn rễ nha. Quấn rễ thì đủ kiểu nha cả nhà. Bên đó là có hình trái bí và nửa trái bí luôn nha. Thì lọc ngày hôm nay của em thì được tầm khoảng 40 mấy đơn thôi. Tiếp tục mong được sự ủng hộ của cả nhà để cho vườn mai của em được nhiều lọc hơn nha cả nhà ơi. Ngoài bên vườn kiển thì em còn kinh doanh bên cái các loại quán cà phê, kem ăn vặt, các cây dĩa rồi nữa nha. Nếu mà khách ở gần thì xin mời ghé quán của chiếc chè để ủng hộ nha. To ơi là to. Xin cảm ơn cả nhà nha. Và tiếp tục con